Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, đó là bài số phức. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng nhau làm hoạt động 1. Đề bài yêu cầu tìm nghiệm của phương trình trên các tập hợp số đã chỉ ra. Phương trình thứ nhất là phương trình x cộng 2 bằng 0. Thì chúng ta thấy nghiệm của phương trình là x bằng trừ 2. Nhưng tập hợp số mà đề bài yêu cầu là tập n, nên x bằng trừ 2 không thuộc n, nên ta kết luận phương trình này vô nghiệm. Phương trình thứ hai cũng ra nghiệm là x bằng trừ 2, nhưng tập hợp số đề bài yêu cầu là mình xét trên tập hợp Z là số nguyên, nên mình sẽ kết luận là x bằng trừ 2 là nghiệm của phương trình. Phương trình thứ ba là một phương trình bậc 2, thì mình bấm máy mình có thể ra hai nghiệm là x bằng 1 phần 5 và x bằng 1 phần 2. Và đề bài yêu cầu mình xét trên tập hợp số là số Z, Z là số nguyên, thì mình thấy hai nghiệm của mình không thuộc tập hợp số này, nên mình sẽ kết luận là phương trình vô nghiệm trên tập hợp Z. Câu thứ tư là cũng là phương trình này, tuy nhiên đề bài yêu cầu mình là xét trên tập hợp Q, thì mình thấy hai nghiệm của mình là thuộc tập hợp Q, nên mình kết luận là phương trình mình sẽ có hai nghiệm. Tương tự như vậy, phương trình x bình cộng 1 bằng 0, thì mình bấm máy tính thì mình thấy là phương trình vô nghiệm. Phương trình x bình trừ 2x cộng 5 bằng 0 cũng là vô nghiệm trên tập hợp R, do đó chúng ta sẽ có kết quả sau. Chúng ta thấy là một phương trình bậc 2 thì đôi khi nó có nghiệm trên tập hợp này nhưng lại không có nghiệm trên tập hợp kia. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có tập hợp nào mà để cho một phương trình bậc 2 bất kỳ luôn có nghiệm trên tập hợp đó hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó bằng học chương mới ha. Bằng cách là chúng ta sẽ học chương mới là chương 4 số phức. Bài 1 là bài số phức. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm số y. Y là số mà bình phương của nó lên sẽ bằng trừ 1, và y người ta gọi là đơn vị ảo. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là định nghĩa số phức. Một số phức là một biểu thức có dạng z bằng a cộng bi, trong đó ab là số thực và y bình là bằng trừ 1. Thì người ta gọi A là phần thực và B là phần ảo. Nghĩa là cái phần mà không đi chung với y thì người ta gọi là phần thực, và cái phần mà đi chung với y, kể cả cái phần giấu ở phía trước của nó luôn, thì người ta gọi là phần ảo. Thì tập hợp các số phức người ta ký hiệu là chữ C. Chúng ta xem ví dụ 1. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau. Câu A, 5 trừ 6y. Thì mình thấy cái phần nào mà không đi chung với y thì phần đó là phần thực. Vậy ở câu A, phần thực là 5 và phần ảo là phần đi chung với chữ y, kể cả phải dấu ở phía trước nó. Nên ở câu A, phần ảo là bằng trừ 6. Tương tự như vậy, câu B, phần thực sẽ là trừ 5 và phần ảo sẽ là 4. Câu C, phần thực ở đây là 7 và phần ảo là 0. Câu D, phần thực của chúng ta là phần không đi chung với y. Vậy ở đây mình lưu ý ha, các em hay sai là mình nhìn vô, mình cứ nhìn ở phía trước đó là mình trả lời là phần thực. Vậy là đối với câu này, nếu như bạn nào làm ảo thì sẽ làm sai. Mà ở đây phần thực sẽ là phần mà không đi chung với y, vậy cho nên là phần thực sẽ là bằng trừ 2, còn phần ảo là sẽ là bằng căn 3. Và chúng ta có một chú ý. Đối với một số A là một số thực bất kỳ thì cô có thể viết dưới dạng là A bằng A cộng với lại 0 nhân với y. Thì khi đó đây là biểu diễn của một số phức với phần thực là bằng A và phần ảo là bằng 0. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể biểu diễn một số thực thành một số phức. Do đó chúng ta sẽ có kết luận là tập hợp R là con của C. Phần 2, một số phức 0 cộng bi thì sẽ là bằng bi, có nghĩa là một số mà không có phần thực, hoặc là mình có thể nói là phần thực của nó bằng 0, nó chỉ có phần ảo phía sau thôi, thì người ta gọi cái số này gọi là số thuần ảo. Chúng ta sang khái niệm thứ ba, đó là số phức bằng nhau. Thì hai số phức được gọi là bằng nhau khi phần thực bằng với phần thực và phần ảo bằng với phần ảo. Có nghĩa là nếu như cô có hai số phức a cộng bi
và số phức thứ hai là C cộng DI, thì khi đó hai số phức này bằng nhau khi phần thực A bằng với phần thực C và phần thực B bằng với phần thực D. Chúng ta sẽ làm một cái ví dụ để hiểu rõ hơn về khái niệm hai số phức bằng nhau. Đề bài yêu cầu là mình tìm các số thực xy để hai số phức z1 và z2 bằng nhau. Câu A. Trong đó z1 là bằng x trừ 2y cộng mở ngoặc y cộng x đóng ngoặc tất cả nhân với y nhỏ, và số phức thứ hai là z2 bằng trừ 2 cộng y. Thì theo định nghĩa, hai số phức bằng nhau khi phần thực bằng với phần thực và phần ảo bằng với phần ảo. Thì trước tiên các em cần xác định cho cô phần thực của z1 là cái gì và phần ảo của z1 là cái gì. Thì mình thấy phần thực là phần mà sau khi mà mình đã viết gọn với dạng là z bằng a cộng bi rồi đó, thì mình thấy phần thực là phần mà không dính đến cái phần y nhỏ. Vậy cho nên phần thực sẽ là x trừ 2y và phần ảo sẽ là y cộng với lại x. Tương tự, z2 sẽ có phần thực là trừ 2 và phần ảo ở đây là 1 chứ không phải là 0 ha. Ở đây mình không thấy cái số nào ở đây hết, mà mình nói là 0 là mình sai ha. Y là bằng 1 nhân với y, cho nên phần ảo ở đây là 1. Vậy thì mình thấy là để mà z1 bằng với z2 thì phần thực sẽ bằng phần thực. Từ đó là mình sẽ có cái hệ phương trình là x trừ 2y sẽ bằng trừ 2 và y cộng x sẽ bằng 1. Và mình giải cái hệ phương trình này, mình bấm máy tính thì mình sẽ ra được là x bằng 0 và y bằng 1. Là mình làm xong bài 1. Rồi, ví dụ 2 là với z1 của cô là bằng x cộng y cộng mở ngoặc 2 trừ 3x nhân với y nhỏ, và z2 bằng 4 trừ 2y cộng mở ngoặc 2 trừ 3y đóng ngoặc nhân với y nhỏ. Thì ở đây mình cũng làm tương tự như bài 1, mình cũng sẽ cho phần thực bằng với lại phần thực và phần ảo bằng với phần ảo. Và mình gom lại mình được một cái hệ phương trình là x cộng 3y bằng 4 và x trừ y bằng 0. Mình giải ra thì mình sẽ ra là x bằng y và bằng 4 phần 3. Chúng ta sang tiếp cái khái niệm tiếp theo, đó là biểu diễn hình học của một số phức. Ví dụ như cô có một cái số phức z có dạng là a cộng bi, thì khi đó cô sẽ biểu diễn lên cái hệ trục tọa độ vuông góc Oxy bằng cách là cô sẽ lấy một điểm M có hoành độ là a và tung độ là b và cô biểu diễn lên. Thì khi đó cái điểm M này người ta gọi là điểm biểu diễn của số phức z bằng a cộng bi. Thì cái mặt phẳng Oxy được gọi là mặt phẳng phức và Ox được gọi là trục thực và Oy là gọi là trục ảo. Rồi, các em sẽ về biểu diễn cho cô thử cái ví dụ 3 này vào tập ha. Hãy biểu diễn các số phức sau trên mặt phẳng tọa độ. Số phức thứ nhất là z1 bằng 3 cộng 2y. Thì để biểu diễn số phức này, mình sẽ lấy phần thực, mình biểu diễn lên trục Ox và phần ảo mình sẽ biểu diễn lên trục Oy. Có nghĩa là cái điểm của mình sẽ là điểm M và có tọa độ là 3, 2. Rồi. Tương tự như vậy, Z2 mình sẽ biểu diễn lên một cái điểm N nào đó và có tọa độ là trừ 3, trừ 2. Rồi, khi mà mình biểu diễn cái số phức lên hệ trục tọa độ rồi, thì mình có là một cái vector OM, thì độ dài của vector OM này người ta gọi là modulus của số phức Z. Người ta gọi là modulus của số phức Z. Vậy thì mình thấy là để tính được cái độ dài này, mình sẽ xài định lý Pythagore là sẽ bằng cái cạnh này bình cộng với là cái cạnh này bình nè, đúng không? Vậy thì sẽ là bằng a bình cộng với b bình. Từ đó chúng ta sẽ có một cái công thức, đó là modulus của z thì sẽ bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình ha. Và người ta ký hiệu là giá trị tuyệt đối của z, nó giống như là cái ký hiệu giá trị tuyệt đối á, nhưng ở đây người ta sẽ đọc là modulus ha, modulus của z. Rồi, các em về học kỹ cái công thức là modulus của z thì bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình, tại vì công thức này rất là hay sử dụng. Chúng ta sang tiếp cái khái niệm tiếp theo, đó là số phức liên hợp. Thì khi cô cho số phức z có dạng là a cộng bi thì người ta gọi a trừ bi là số phức liên hợp của z. Có nghĩa là số phức liên hợp là số phức có dạng là phần thực với lại phần thực là nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau ở phần phần ảo.
Và hai cái phần ảo này nó sẽ là hai số đối nhau, một cái là cộng, một cái là trừ ha. Và người ta ký hiệu số phức liên hợp là chữ Z có cái gạch ở trên đầu. À, vậy thì là Z ngang thì bằng A trừ BI. Chúng ta nhận xét khi mà chúng ta biểu diễn cái Z ngang đó đó lên trục hệ trục tọa độ thì chúng ta sẽ được một cái điểm M phẩy. Thì chúng ta thấy là điểm M và điểm M phẩy này nó sẽ luôn đối xứng với nhau qua trục OX. Nhận xét thứ hai là cho dù nó đối xứng nhau nhưng về cái độ dài của nó, về độ dài của vector OM và OM phẩy nó luôn bằng nhau. Do đó chúng ta sẽ có một cái nhận xét thứ hai, đó là modulus của Z thì sẽ bằng với lại modulus của Z ngang. Và nhận xét thứ ba, số phức liên hợp của số phức liên hợp nữa, nghĩa là Z mà chúng ta lấy liên hợp hai lần thì nó sẽ trở thành số phức ban đầu. Chúng ta cùng nhau làm hoạt động 2 của cho các số phức Z. Nhiệm vụ của các em là sẽ xác định phần thực, phần ảo, mô đun của Z và số phức liên hợp của Z. Ví dụ câu A, Z bằng 2 trừ 2y thì phần thực sẽ là 2, phần ảo sẽ là phần đứng trước y là trừ 2. Rồi, mô đun của Z thì sẽ là bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng với phần ảo bình là sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng cho trừ 2 tất cả bình. Mình nhớ đóng ngoặc cái trừ 2 lại ha. Thì sẽ ra kết quả là bằng căn 8. Và số phức liên hợp của Z là mình giữ nguyên phần thực. Giữ nguyên phần thực mà mình đổi dấu cái phần ảo. Ở đây trừ 2 thì mình đổi lại là thành cộng 2. Là mình sẽ có kết quả này. Và tương tự như vậy, các em làm cho cô hai câu tiếp theo là Z bằng 3 trừ y. Thì khi đó phần thực sẽ là 3, phần ảo sẽ là trừ 1. Và các câu kia làm tương tự. Qua bài học hôm nay thì các em cần nắm cho cô, thứ nhất là định nghĩa số phức, thứ hai là mô đun của số phức, thứ ba là khái niệm hai số phức bằng nhau, thứ tư là khái niệm số phức liên hợp. Thì mình về mình học kỹ các định nghĩa này. Phần này rất là dễ và có trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các em ở video clip lần sau.